trên tay mình đang một chiếc điện thoại mới nhỏ nhắn đẹp, đó chính là Galaxy A3, thành viên mới của gia đình Galaxy A series 2016. Đặc biệt dù đây là bản thấp nhất nhưng máy cũng có camera 13 megapixel và camera 5 megapixel ở mặt trước. Khẩu độ vẫn là 1.9. Wow, đáng tiền nhất là cái này đây. Và may quá là Samsung chỉ cắt giảm OIS thôi mà không cắt cái khẩu độ yêu thích của mình này. Và khẩu độ F1.9 là có cả trên camera trước và camera sau của Galaxy A3 2016. Như vậy xét về trang bị thì rất là ngon so với tầm giá, cũng như là không thua gì mấy con cao cấp hơn như là Galaxy A5 hay Galaxy A7 2016. So hẳn với A5 2015 ý, thì là hơn hoàn toàn về khẩu độ. Cùng nhanh chóng đi vào đánh giá chất ảnh. Những bức ảnh ban ngày ánh sáng mạnh, kiểm soát ánh sáng khá là tốt, màu sắc bình thường và không bị rực rỡ quá, nhưng mà hơi thiếu về sắc độ màu, theo mình cảm giác là như thế. Những màu sắc tương đồng thì hình như là bị kéo chung về một sắc độ, hoặc là do ở thời điểm chụp ánh nắng quá mạnh. Độ nét thì vừa phải, zoom lên chúng ta có thể thấy là lấy nét chưa đều, có thể là do vùng lấy nét của Galaxy A3 2016 hơi hẹp, hoặc là do hiệu năng không cao và không có chống rung quang hào OIS như là Galaxy A5, nên là chụp ảnh bắt hình không nhanh và dễ bị rung. Tuy nhiên chỉ so với máy cao cấp thôi, còn thực tế thì máy bắt chuyển động như là trẻ em chơi đùa này, người đi đường thì khá là tốt. Khẩu độ F1.9 tiếp tục phát huy thế mạnh, chỉ cần một sự chênh lệch về khoảng cách nhỏ thì máy đã dễ dàng phân tách được tiền cảnh và hậu cảnh rất là ấn tượng. Khả năng chụp panorama của máy mình đánh giá rất là cao, dễ chụp, sản phẩm cho ra mượt mà. Đây cũng là ưu điểm chung của các máy Samsung Galaxy. Ảnh ban đêm thì cho thấy một sự chênh lệch không hề nhẹ về chất lượng so với Galaxy A5. Độ sáng không cao bằng này, xuất hiện một chút nhiễu hạt hay là đo và tối ưu ánh sáng đèn mạnh chưa tốt. Rất may là chúng ta vẫn còn tính năng kéo EV sau khi lấy nét trên màn hình xuống một tí để giảm nhiễu và ánh sáng lúc này cũng được định hình tốt hơn, không bị nhòe nhòe. Khả năng chụp ảnh selfie của máy đẹp và rất là nét, nét những chỗ cần nét và mờ những chỗ cần mờ như là vết thâm này, xóa mụn trên mặt rất là tốt. Những tính năng như là nhận diện nụ cười, ra lệnh chụp ảnh bằng chữ V hay là giơ bàn tay thì vẫn được giữ lại. Nói chung máy này rất là hợp với con gái thích chụp ảnh selfie là chính và cần một chiếc điện thoại đẹp và cao cấp hơn so với dòng Z là Galaxy Z5 hay là Z7 chẳng hạn. Cũng có camera 5 megapixel nhưng mà chất lượng thì chắc chắn là thua Galaxy A3. Một chút về ngoại hình và khả năng hiển thị sẽ kết thúc bài đánh giá này. Phải nói là ban đầu mình không định đánh giá camera của chiếc máy này đâu, nhưng mà cầm quá là thích, nhỏ gọn và dùng kèm song song với máy chính của mình, nên là mình cầm luôn một tuần và đánh giá camera luôn thể. Về màn hình thì màn hình của máy có viền mỏng và tấm nền rất là nổi nên là xem hình rất đẹp. Màu sắc là khá chính xác, không bị làm quá kiểu Super AMOLED trước đây. Ngắm như nào thì chụp và xem lại chất lượng ảnh chụp ở trên các máy khác là tương đương. Cạnh tranh với Galaxy A3 2016 có Oppo F1. Nếu cần so sánh camera của hai chiếc máy này, hãy để lại comment ở phía dưới cho mình biết. Nếu thấy video hữu ích đừng quên để lại một like. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.